Chào các bạn nha, thì hôm nay là ngày thứ hai mấy anh em mình làm cái thử thách cắm trại ngoài đồng. Và ngày hôm nay team của mình, đội của mình chứ, khá là may mắn, đó chính là bốc được lá thăm không cần phải dựng chòi. Có sẵn căn chòi khổng lồ, rộng rãi, thoải mái cho bốn anh em mình ở. Bốn anh em mình ngày hôm nay chung team đó chính là Thật Ghẹ, Thành Nhái, Ái và mình. Còn team bên này thì có Thành Lát, Đẳng Cấp, Nhà Ngáo và Hoa Thương. Những thành viên còn lại của team anh Hoa Phải các bạn. Đây bên này đang làm gì đây? Làm thăm cấp đi thôi. Bật thăm cấp hả? Sao nhà không làm mà đi làm mấy bậc tâm cấp gì hả? Trời, nhà cao cửa rộng bả nó mở qua đây dựng trời ở trời. Thôi đây nha đồng đội cũ, bớt khệ đi. Chẳng qua mấy bạn hên thôi nha mấy bạn. Thôi tập trung làm đi bay ơi. Trời trời trời, cái cây tao đang kéo mà mày ngồi lên đó mày. Mày ăn gì mày khôn ghê nhỉ? Mày làm phải nhìn trước nhìn sau chứ mày. Mệt thiệt chứ, mới xuống phụ một chút cái la lên võng nằm tiếp. Xuống chặt cây kìa. Chứ ngồi đó. Sao mày không đi chặt đi mày xe tao? Nãy giờ nó chặt mấy cây rồi đó. Ok mày luôn. Hai. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Về coi. A few moments later. Tao chặt cây kiểu gì vậy rồi? Thích gì đó rồi sao? Mày sao? Mày sao? Mày sao? Mày làm sao? Còn mày làm sao? Mày ăn gì? Hả? Thích gì? Thích gì? Bố mày sao mày à? Bố sợ gì mày? Vô chơi đi. Vô. Vô. Mày sợ gì vậy? Vô. Xem nào, mày cắt cây bự tao sợ mày à. Ờ sao? 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 Mày sao? Mày thích gì? Mày thích gì? Bố mày sao mày à? Hả? Cái gì? Sao? Mày sao? Mày ăn gì? Thôi thôi đi hai ông cô, có hai cái cây cũng nhìn nhau nữa. Mày sợ cái gì? Tao không chơi với mày đâu mày. Tao chắc chơi với mày. Sao? Rồi sao? Tao chơi với mày này. Ờ rồi sao? Rồi sao? Ờ. Rồi sao tao chơi với mày nè. Ờ tao nghĩ chơi mày luôn rồi. Đây, tụi bay xếp hàng đi, coi tao muốn những hành động bị lỗi trong ghi khai. Đâu, đâu, đâu. Gỡ xếp hàng. Ghê, anh đậu xíu cho bạn, đậu xíu cho bạn. Ghê. Quá kìa. Vô, vô, Thành, tính Thành à. Lên. Từ từ. Để tao nhớ hành động. Tới chuyện đi. Hành động muốn lại à. Ok. Lên. Có bao nhiêu đó hành động mà cũng nói. Lèo rộng mát thoải mái muốn chết luôn. Trời ơi nó đã trời. Sung sướng quá mấy đứa ơi. Sướng quá. Thôi không chọc nữa, để cho đội nó làm nha các bạn. Mấy anh em mình tạm dừng video ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem phần 2 sẽ được công chiếu trên kênh Anh Ba Phải TV. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn vào chuông để nhận được thông báo khi video được công chiếu nha các bạn. Thôi mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.